Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ năm, ngày 19 tháng 3 có một số nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 bất thường. Tỉnh ủy quán triệt thống nhất về việc bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã. Trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 suốt hơn một tháng qua, đã có hàng chục lán trại dã chiến được dựng lên tại các đường mòn lối mở. Hàng nghìn cuộc tuần tra xuyên đêm được cán bộ chiến sĩ của đội biên phòng thực hiện với mục tiêu không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn từ đầu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Đó là nội dung phóng sự những người lính chống dịch ở biên cương có trong chương trình thời sự hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 19 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 bất thường. Dự kỳ họp có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đàm Văn En, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đàm Viết Hà khẳng định kỳ họp thứ 12 bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ. Đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung trí tuệ, thảo luận, bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp nghe báo cáo thuyết trình nội dung tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu thảo luận và biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết về chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các dự án đủ điều kiện năm 2020. Kỳ họp thông qua tờ trình và bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, được các đại biểu bỏ phiếu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đồng ý cao. Thông qua tờ trình và bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, đồng chí Vũ Đình Quang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Bế Đăng Khoa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được các đại biểu bỏ phiếu bầu là Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ số phiếu đồng ý cao. Kỳ họp thông qua tờ trình và biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Đàm Văn En đã nghỉ chế độ hưu trí. Thông qua tờ trình và biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Địch Xuân Thùy, do đã nghỉ chế độ hưu trí và không còn cư trú tại tỉnh. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, chung tay góp sức bằng vật chất và tinh thần, hỗ trợ các lực lượng chức năng phòng chống dịch. Các đại biểu dự kỳ họp hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 19 tháng 3, tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để quán triệt thống nhất về việc bố trí công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh trưởng công an xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố. Thực hiện nghị quyết số 22 ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để ban hành đề án số 2300 về điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 34 trên 199 xã phường thị trấn, gồm 8 phường, 26 xã, thị trấn đã bố trí trưởng công an chính quy. 8 xã thị trấn chưa bố trí trưởng công an xã, 157 xã thị trấn bố trí trưởng công an không chính quy. Trong số 157 trưởng công an không chính quy, có 154 người có trình độ trung cấp quản lý trật tự xã hội, 3 người có trình độ sơ cấp công an, có 9 người độ tuổi từ 30 tuổi trở xuống, 124 người từ 31 đến 40 tuổi, 18 người từ 41 đến 50 tuổi, 6 người từ 50 đến 60 tuổi. Trong quá trình thực hiện việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đã gặp một số vướng mắc như số lượng cán bộ công chức dôi dư trên địa bàn tỉnh rất lớn, gồm 676 người do thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 34/2019 của Chính phủ. Chưa có văn bản pháp lý quy định bố trí chức danh trưởng công an xã là công an chính quy về trình độ đào tạo. Số trưởng công an xã có độ tuổi từ 40 trở xuống chiếm tỷ lệ lớn là 84,7%. Lộ trình thực hiện ngắn, cần hoàn thành xong trước tháng 4 năm 2020. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra một số giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện, như chuyển số công an xã không chính quy đã được đào tạo các chuyên ngành phù hợp, có thể bố trí một số chức danh khác như công chức tư pháp, hộ tịch, văn phòng thống kê, bảo lưu chế độ cho đội ngũ công an xã đến khi bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp xong, để có thể sắp xếp bố trí vào các vị trí khác. Vận động công an xã đã có công tác thời gian dài tự nguyện nghỉ chờ, nghỉ theo chế độ 108 hoặc bố trí sang chức danh phó trưởng công an xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, chủ trương đưa công an chính quy làm trưởng công an xã là đúng đắn, phù hợp với tình hình đất nước, là xu hướng tất yếu, đưa đất nước phát triển. Địa bàn xã là nơi khó khăn nhất về mọi mặt, là nơi thực hiện các chủ trương chính sách, thử nghiệm thực hiện các chủ trương mới của đất nước. Đặc biệt đối với tỉnh Cao Bằng là tỉnh biên giới, tình hình các tệ nạn xã hội, buôn lậu, diễn biến phức tạp, trình độ nhận thức của người dân không đồng đều. Vì vậy, đưa công an chính quy làm trưởng công an xã có nhiều lợi thế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện chính thức đưa công an chính quy xuống làm công an xã. Hoàn thành xong trước mùng 1 tháng 4 năm 2020, đối với những đơn vị chưa sắp xếp được, đưa toàn bộ trưởng công an xã không chính quy tạm thời xuống làm phó công an xã đến khi Chính phủ có quy định mới. Đề nghị triển khai với tinh thần thực hiện không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Các tổ thực hiện theo đúng các bước trong đề án, làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, giải quyết chế độ tốt nhất. Thực hiện các giải pháp cho nghỉ, chờ nghỉ, chuyển vị trí mới, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, hỗ trợ một lần để tìm việc làm khác. Yêu cầu các sở ngành phối hợp với các địa phương giải quyết vướng mắc một cách đồng bộ liên thông. Cấp ủy các huyện, thành phố sắp xếp bố trí đưa công an chính quy vào cấp ủy, giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện các văn bản trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để bổ sung kinh phí, đảm bảo giải quyết việc bố trí sắp xếp công an xã một cách phù hợp, tối ưu. Giao cho công an tỉnh lựa chọn các đồng chí có năng lực, trình độ xuống đảm nhận trưởng công an xã. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành phố cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Sớm ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, tập trung quyết liệt vào công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kịch bản cho tăng trưởng kinh tế xã hội nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Ngày 18 tháng 3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Hòa tiến hành hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Hội nghị đã tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí trong Ban Chấp hành thống nhất cao bầu ra 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đặng Văn Hiền giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Cơ bản thống nhất với quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc của Đảng bộ huyện, tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các công việc để đưa bộ máy vào hoạt động có hiệu quả, chuẩn bị mọi điều kiện tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới.
Sáng ngày 19 tháng 3 tại xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Cao Bằng và chào mừng đại hội đảng các cấp. Với mục tiêu hướng về cơ sở, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai kế hoạch tổ chức vận động, tuyên truyền hội viên nông dân, phát huy truyền thống cách mạng, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội, nhất là hai phong trào lớn, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh vận động hội viên nông dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn và thực hiện tốt cam kết những phần việc mà hộ gia đình phải làm trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu di tích Nậm Lìn. Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã phát 150 chiếc khẩu trang y tế, 133 bánh xà phòng và băng rôn hỗ trợ cho hội viên nông dân xã Hoàng Tung phòng chống dịch COVID-19. Trong đợt phòng chống dịch COVID-19, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng triển khai kế hoạch phòng chống dịch và chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định tại các địa bàn cơ sở. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân về thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Vận động gia đình hội viên nông dân có người thân sang các nước làm thuê trở về địa phương, khai báo với cơ quan chức năng nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát, thực hiện tốt các khâu vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, hạn chế tụ tập nơi đông người và đi lại tại các vùng có dịch. Tiếp tục chương trình khảo sát công tác phòng chống dịch COVID-19, ngày 18 tháng 3, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đến làm việc tại hai phường Hợp Giang, Đề Thám và một số chợ trường học trên địa bàn các phường xã. Sau khi có chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố, phường Hợp Giang đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và ban hành nhiều văn bản gửi đến tất cả các tổ chức, đoàn thể chính trị của phường và tổ dân phố. Tổ chức truyền thông trực tiếp và lồng ghép các cuộc họp với trên 450 lượt người nghe. Phát trên loa truyền thanh, phát 200 tờ rơi dán áp phích tại những nơi tập trung đông người như chợ, trường học, nhà văn hóa. Chỉ đạo lực lượng công an phường và y tế phường thường xuyên bám nắm địa bàn, tiến hành việc kê khai y tế và kiểm tra sức khỏe cho khách nước ngoài đến lưu trú trên địa bàn, người lao động, du học sinh các nước trở về từ vùng có dịch, với tổng số 195 người. Theo dõi một trường hợp cách ly tại nhà hiện đã qua 14 ngày và sức khỏe của người này hoàn toàn bình thường. Tiến hành phun khử trùng tại 4 trường học, khu chợ ẩm thực và một nhà nghỉ homestay. Trang cấp đầy đủ thiết bị y tế, khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch. Tương tự, phường Đề Thám cũng đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều biện pháp đồng bộ. Trong đó, công tác tuyên truyền phòng chống dịch được Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV phường Đề Thám quan tâm chú trọng bằng nhiều việc làm thiết thực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị phường đã triển khai tuyên truyền về công tác phòng chống dịch đến tất cả thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Thực hiện phát thanh qua hệ thống loa truyền thanh tại chợ km 5 mỗi ngày 2-3 lần về các thông tin của dịch bệnh. Các khuyến cáo của Bộ Y tế đối với người dân. Thường xuyên bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện và có các biện pháp tuyên truyền vận động đối với du khách, người dân đi và đến từ vùng có dịch. Chỉ đạo các tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở bà con nhân dân vệ sinh khu dân cư, không tập trung đông người tại nơi công cộng, chủ động khai báo trung thực và kịp thời khi có các triệu chứng ho, sốt, tức ngực, khó thở với cán bộ y tế để được theo dõi, giám sát sức khỏe. Cũng trong chương trình làm việc, đoàn khảo sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã đi khảo sát thực tế tại chợ km 5, chợ Xanh, trường mầm non Chu Trinh, trường trung học cơ sở Tân Giang. Tại các nơi đến khảo sát, đoàn đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của ban quản lý các chợ, lãnh đạo các đơn vị trường học trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Song qua thực tế cho thấy, tại hai chợ trên địa bàn phường Đề Thám và Hợp Giang vẫn còn khá nhiều hộ kinh doanh, người dân đến tham gia mua bán tại chợ vẫn chưa thực hiện việc đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng. Đoàn giám sát đề nghị chính quyền, ban quản lý các chợ cần có biện pháp để tuyên truyền vận động nhắc nhở các hộ kinh doanh, người dân chấp hành quy định về đeo khẩu trang để công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Đối với các trường hợp cố tình không thực hiện, cần có biện pháp xử lý hành chính, góp phần hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, là đơn vị thực hiện các giao dịch tiền mặt thường xuyên tiếp xúc khách hàng, từ khi có dịch COVID-19, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank chi nhánh Cao Bằng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Vietinbank chi nhánh Cao Bằng có nơi giao dịch tại trụ sở chính và hai địa điểm giao dịch.
Từ khi có dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương, thực hiện sự chỉ đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ban Giám đốc Vietinbank Cao Bằng đã thành lập Ban chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về sự nguy hại của dịch COVID-19, đồng thời trang bị nước sát khuẩn ở các phòng làm việc, nơi giao dịch, thường xuyên phun khử trùng ở các quầy giao dịch, yêu cầu 100% cán bộ nhân viên phải đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ quan, nhắc nhở khách hàng đến giao dịch phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi đến giao dịch. Bảo vệ cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định để phòng chống dịch COVID-19, phát khẩu trang cho khách hàng khi không đem theo khẩu trang trong quá trình giao dịch. Thường xuyên tổng vệ sinh môi trường làm việc, phun thuốc khử trùng tại trụ sở chính và các phòng giao dịch, vệ sinh, khử trùng bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, bàn phím, điện thoại dùng chung, tần suất hàng ngày khoảng 2 tiếng một lần. Cùng với đó, Ban Giám đốc Vietinbank Cao Bằng đã xây dựng kịch bản trong các tình huống khi dịch xảy ra. Thì hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam cũng có những văn bản chỉ đạo và tại chi nhánh chúng tôi đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc. Thứ nhất là tại chi nhánh chúng tôi xây dựng thành lập một cái ban phòng chống dịch, cũng có đầy đủ các thành viên trong ban giám đốc, các đồng chí lãnh đạo phòng tham gia trong ban và tổ chức triển khai thực hiện. Và thứ hai thì chúng tôi xây dựng cái kịch bản để thực hiện các tình huống có thể xảy ra. Thứ hai là có những trường hợp là nghi nhiễm dịch. Thứ ba là trường hợp là đã có người bị. Và thứ tư là dịch bùng phát. Và từng trường hợp một thì chúng tôi xây dựng cái chương trình rất là cụ thể, chi tiết và triển khai đến toàn thể anh em, cán bộ nhân viên trong đơn vị. Ngoài ra thì chúng tôi cái chương trình phòng chống dịch ấy, chúng tôi đã triển khai đến toàn thể cán bộ nhân viên chấp hành tuân thủ một cách nghiêm túc theo chỉ đạo của ngân hàng trên và của địa phương, ví dụ như thực hiện việc phun khử trùng toàn cơ quan ở những cái địa điểm giao dịch và trụ sở chính và các phòng giao dịch, và thứ hai là thực hiện cán bộ nhân viên đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng, thứ ba là thường xuyên rửa tay khử khuẩn. Với sự chuẩn bị chu đáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương cũng như các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 của tỉnh, với tinh thần chống dịch như chống giặc, đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như khách hàng khi đến giao dịch tại ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Cao Bằng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong quý 1, BIDV Cao Bằng đã huy động tổng nguồn vốn ước 4.300 tỷ đồng, tăng 2,4% so với năm 2019. Doanh số cho vay ước đạt hơn 800 tỷ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, trong đó lĩnh vực nông nghiệp bị ảnh hưởng, các sản phẩm nông sản, chăn nuôi, lĩnh vực du lịch như nhà hàng, khách sạn, các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nhìn chung trong quý 1, dư nợ chỉ tăng 1% so với cùng kỳ. Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước BIDV sẽ giảm lãi suất cho vay ngắn hạn các đối tượng ưu tiên về mức 5,5% theo đúng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Triển khai gói tín dụng 5.000 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh nhằm chung tay hỗ trợ khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với lãi suất cố định 5,5%. Triển khai gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp gồm 5 ngành chịu tác động tiêu cực nhất, bao gồm du lịch, lữ hành, khách sạn, giao thông vận tải, thương mại. Với các mặt hàng nông lâm hải sản, hàng tiêu dùng, lãi suất cho vay giảm 1% so với lãi suất vay thông thường. Về phía các giải pháp để hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID, thì chi nhánh cũng thực hiện chỉ đạo của các văn bản của Ngân hàng Nhà nước của BIDV Việt Nam. Thì hiện nay chi nhánh đã có những cái gói cho vay ưu đãi lãi suất đối với những khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Thì đồng thời cũng đưa ra các chương trình khuyến mại giảm phí chuyển tiền để thúc đẩy khách hàng sử dụng các kênh thanh toán điện tử và giao dịch không dùng tiền mặt. Đồng thời thì chi nhánh cũng đã rà soát các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để có thể xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với những khách hàng được đánh giá là có khả năng trả nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Và những cái giải pháp trên thì chi nhánh sẽ thực hiện một cách đảm bảo chặt chẽ, an toàn, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước.
Cùng với các giải pháp trên, BIDV đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế khách hàng thực hiện các giao dịch trực tiếp tại quầy, như tăng lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm online, tặng tiền mặt cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ ngân hàng điện tử, giảm chi phí chuyển tiền sử dụng Smart Banking và các dịch vụ ngân hàng điện tử khác, đồng thời miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản BIDV. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank thành phố Cao Bằng huy động nguồn vốn trên 2.435 tỷ đồng thực hiện các giải pháp miễn giảm lãi suất kích cầu cho doanh nghiệp phát triển. Trong tổng nguồn vốn huy động 2.435 tỷ đồng thì trong 2 tháng đầu năm huy động hơn 100 tỷ, trong đó phần lớn là tiền gửi dân cư. Về doanh số cho vay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh số cho vay 2 tháng giảm so với cùng kỳ các năm. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Agribank chi nhánh thành phố thực hiện 3 giải pháp, đó là cơ cấu lại nợ, giữ nguyên thời gian trả nợ cho khách hàng, xem xét miễn giảm lãi cho khách hàng theo đúng quy định của Agribank và thực hiện cho vay giảm lãi suất ở thời điểm hiện nay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo và làm theo đúng quy định của Agribank. Duy trì các sản phẩm hiện có, nâng cao chất lượng tín dụng và dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở chính và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Agribank thành phố đều thực hiện vệ sinh sát khuẩn, trang bị dung dịch nước rửa tay, khẩu trang cho cán bộ, yêu cầu các cán bộ, viên chức phải đeo khẩu trang trong quá trình giao dịch và hạn chế tụ tập đông người, tiếp xúc ở nơi khu vực công cộng, nơi đông người như chợ, siêu thị. Thưa quý vị và các bạn, cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đã trải qua suốt hơn một tháng qua, đã có hàng chục lán trại dã chiến được dựng lên tại các đường mòn lối mở, hàng nghìn cuộc tuần tra xuyên đêm được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh thường xuyên thực hiện với mục tiêu cao nhất, đảm bảo không để xảy ra tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, góp phần ngăn chặn từ đầu nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào cộng đồng. Những người lính biên phòng đó vẫn đang lặng lẽ bám trụ ở địa bàn, ngày đêm căng mình trên những chốt chặn, để lại sự bình yên cho nhân dân trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến khó lường. Gần 2 tháng nay, chiếc lán dã chiến nằm giữa rừng này đã trở thành nơi ở quen thuộc của cán bộ chiến sĩ tổ công tác chốt chặn tại mốc 643, đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang. Mọi sinh hoạt, từ việc ăn uống đến nghỉ ngơi của các anh đều diễn ra trong chiếc lán nhỏ dựng tạm trên đường tuần tra biên giới. Đó là nơi những người lính vùng biên cương nghỉ ngơi sau một ngày dài căng mình bám sát, tuần tra trên khắp các tuyến đường mòn lối mở. Nơi này không điện nên khá bất tiện, bộ đội phải dùng đèn tích điện để chiếu sáng khi đêm về. Điều kiện khó khăn nhưng những người lính vẫn không nề hà vất vả, không lo sợ nguy hiểm, tích cực, lạc quan, sẵn sàng và chủ động để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 ở nơi tuyến đầu. Tranh thủ sau bữa cơm tối, Thượng úy Nguyễn Hữu Lê lại khẩn trương chuẩn bị quân tư trang để cùng đồng đội bắt đầu buổi tuần tra đêm tại mốc 643. Đã hơn 2 tháng kể từ Tết Nguyên đán, anh Lê đã không được về nhà. Hàng ngày công việc tại chốt chặn là thực hiện tuần tra kiểm soát, không cho công dân xuất cảnh và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tiến hành tuần tra từ mốc 643 đến mốc 641/1, bắt đầu. Trong đêm tối, trên cung đường tuần tra, chỉ có ánh đèn pin chiếu sáng và những bước chân lặng lẽ đều đặn. Các thành viên trong tổ đều tập trung quan sát mọi dấu hiệu trên đường tuần tra. Công việc lại thật sự vất vả hơn gấp bội khi những hôm không khí lạnh tràn về, gió rít, mưa phùn, băng giá. Nhưng điều đó không làm nhụt đi ý chí của những người lính vì sự an toàn của nhân dân. Thượng úy Lê cùng các đồng đội của mình vẫn đang tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để nói những cái vất vả khó khăn của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang trong việc tăng cường chống dịch COVID-19-2020 này, thì nói chung kể thì muôn vàn những cái khó khăn. Đặc biệt ở đây thì ta có thể nhận thấy là cái điều kiện sinh hoạt ăn ở của cán bộ chiến sĩ trong cái kíp trực ca trực thì rất là thiếu thốn. Lán trại thì mang tính chất là dã chiến nhưng mà tất cả những đồ dùng thì cũng rất là thiếu thốn. Đặc biệt là những ngày mưa gió thì sương muối vào ban đêm, những ngày mưa gió là anh em đa số là phải trực qua đêm. Làm các nhiệm vụ là sáng hôm sau về là cũng ướt hết, có nhiều đồng chí là ốm, mệt và hôm sau thì cũng không thể tiếp tục ca trực buổi sáng nữa. Đó. Và đặc biệt là những đồ dùng cá nhân và tất cả mọi cái điều kiện thì rất là khó khăn.
từ cái sinh hoạt hàng ngày thì anh em trên cái tinh thần, đặc biệt là được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy chỉ huy đồn, làm tốt cái công tác tư tưởng nên là cán bộ chiến sĩ ở đồn thì rất là yên tâm công tác, xác định tốt đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong thời gian trước mắt và lâu dài, và xác định như nội dung của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nói là chống dịch như chống giặc. Và trên cái tinh thần đó thì cấp ủy chỉ huy làm tốt cái công tác tư tưởng và để cán bộ yên tâm công tác. Ở đây thì có nhiều đồng chí là sau khi trực Tết Nguyên đán xong thì cũng không được về với gia đình, thế nhưng mà được sự quan tâm kịp thời thì anh em vẫn động viên nhau, nhắc nhở nhau, cùng nhau khắc phục những cái khó khăn trước mắt, và trên cái tinh thần là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của đơn vị và xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trong việc ngăn chặn và phòng chống dịch COVID-19. Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang quản lý 20 km đường biên giới trên địa bàn 3 xã Sóc Hà, Na Sát, Trường Hà, huyện Hà Quảng. Khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới cách phòng chống dịch, triển khai 4 chốt chặn trên biên giới, cắt cử cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 giờ để kiểm tra, kiểm soát tình hình xuất nhập cảnh của khu dân cư khu vực biên giới. Tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đưa đi cách ly theo quy định. Trước sự phức tạp của tình hình dịch bệnh, khả năng lây lan qua biên giới là rất lớn, nên đơn vị luôn động viên cán bộ chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chống dịch như chống giặc. Đứng trước cái tình trạng là cái dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức là phức tạp, thì cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt và lãnh đạo triển khai toàn diện đồng bộ các cái biện pháp công tác, đặc biệt là giáo dục cho cán bộ chiến sĩ là nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong việc là phòng chống dịch bệnh ngay tại đơn vị và cũng như là trong nhân dân. Và với cái đặc điểm của đồn phòng cửa khẩu Sóc Giang có một cái đoạn đường biên giới cũng tương đối là dài và có một số các cái đường mòn lối mở đi qua lại biên giới, thì đơn vị đã triển khai 4 cái chốt chặn ở trên biên giới và cắt cử đơn vị là cắt cử quân số là thường trực 24/24 để ngăn chặn công dân của Việt Nam cũng như là công dân của Trung Quốc là xuất cảnh trái phép qua lại hai bên biên giới. Và từ tháng 2 đến nay thì đơn vị đã tiếp nhận được 110 công dân của Việt Nam và bàn giao cho Ban chỉ đạo của chống dịch của huyện Hà Quảng đưa đi cách ly theo đúng các cái quy định. Và tiến tới thì chúng tôi cũng nhận thức là cái nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh COVID này cũng hết sức là nặng nề, và chúng tôi sẽ tiếp tục là tăng cường là giáo dục để cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm và với tinh thần là chống dịch như chống giặc. Và hiện tại là đơn vị tôi làm rất tốt việc này. Đêm muộn cũng là lúc những buổi tuần tra mới kết thúc. Cùng ngồi nghỉ trong lán nhỏ, các anh lại cùng nhau tâm sự, chia sẻ với nhau những câu chuyện cuộc sống thường ngày, những nỗi nhớ được gửi gắm về nơi hậu phương xa xôi. Cuộc chiến với dịch COVID-19 chưa có ngày kết thúc. Lúc này, các anh lại bỏ đi hết sự mệt mỏi để ngày mai cùng nhau tiếp tục sát cánh chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh chống dịch của người lính mang quân hàm xanh ở tuyến đầu biên giới. Thưa quý vị và các bạn, tuần thứ hai trở lại trường sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, việc dạy và học khối trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Thạch An đã dần ổn định. Song công tác phòng chống dịch vẫn được tiến hành nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, việc dạy học và ôn tập cũng được các nhà trường đảm bảo đúng tiến độ cho học sinh khối 12 chuẩn bị tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Sau gần 2 tuần trở lại trường học, kế hoạch giáo dục được trường Trung học Phổ thông huyện Thạch An tiến hành song song với công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường chỉ đạo quyết liệt và có hành động cụ thể đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh về các biện pháp phòng dịch COVID-19. Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun khử trùng lần 2, không tổ chức sinh hoạt tập trung hàng tuần, sử dụng phòng truyền thống làm phòng cách ly của nhà trường. Hầu hết học sinh đều đeo khẩu trang đến lớp. Mỗi lớp học đều được phát một lọ dung dịch sát khuẩn để học sinh rửa tay trước khi vào lớp. Tại bảng tin, ngoài lớp học, đều dán các tờ áp phích tuyên truyền về việc phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, thay vì tập thể dục giữa giờ, thời gian ra chơi, học sinh được nghe các nội dung tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch thông qua loa phát thanh của trường.
nhà trường đã làm tốt cái công tác là tuyên truyền đến tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên, các em học sinh cũng như là tất cả các cái bậc phụ huynh của nhà trường phải đồng lòng để làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thế còn là đối với các bậc phụ huynh học sinh thì nhà trường cũng thường xuyên có cái công tác thông tin liên lạc đến các bậc phụ huynh là nếu như có các em học sinh nào mà có hiện tượng ho, sốt thì là yêu cầu phụ huynh cho học sinh nghỉ ở nhà và báo cáo đến nhà trường cũng như là các cơ quan chức năng để làm tốt cái công tác phòng chống. Còn khi học sinh đến trường rồi thì nhà trường cũng cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là ngay từ đầu buổi là đều phải nắm bắt cái thông tin của học sinh. Các cái hiện tượng học sinh mà có nghi vấn thì nhà trường chỉ đạo là đưa lên cái phòng cách ly tạm thời của nhà trường, sau đó sẽ báo đến các cơ quan chức năng để phối hợp giải quyết. Thế thì đấy là về cái công tác phòng dịch tại các cái khu vực vệ sinh cũng như là các cái đường hành lang lên lớp học thì nhà trường đều bố trí các cái dụng cụ để khử khuẩn, sát khuẩn cho học sinh. Thế còn tại các lớp học thì sau mỗi buổi học thì cũng yêu cầu học sinh là phải tổng vệ sinh các cái lớp sạch sẽ. Thế thì cái công tác phòng dịch của nhà trường thực hiện là tương đối là tốt. Các giờ học tại trường Trung học phổ thông huyện Thạch An diễn ra bình thường với tinh thần lạc quan nhưng không chủ quan. Sau tiết học, giáo viên không quên nhắc học sinh về việc tự thực hiện các biện pháp cá nhân phòng dịch, thường xuyên rửa tay. Sau mỗi buổi học, các lớp tiến hành tổng vệ sinh sạch sẽ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, tạo sự yên tâm cho cha mẹ học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường hiện nay. Gần 500 học sinh của trường trở lại học tập với tâm lý ổn định, phấn khởi khi được học tập, gặp lại các bạn, thầy, cô giáo. Cho tới thời điểm hiện tại, toàn bộ học sinh của nhà trường đều an toàn, đảm bảo sức khỏe và duy trì nề nếp học tập. Trong tình hình dịch đang phức tạp như này thì bản thân em ở nhà, bọn em đã tìm hiểu các thông tin về dịch bệnh qua sách báo, qua internet. Còn đến trường thì em được các thầy cô đưa các thông tin qua cách tuyên truyền, qua các tờ rơi mà được Bộ Y tế phát thông qua nhà trường. Và bản thân em, riêng em đã tự có trách nhiệm bảo vệ bản thân là em đã luôn luôn rửa tay, luôn luôn đeo khẩu trang và không đi đến nơi đông người. Trên địa bàn huyện Thạch An, khối trung học phổ thông có 3 trường: Trung học phổ thông Thạch An, Trung học phổ thông Canh Tân và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên với 674 học sinh. Học sinh lớp 12 là 170 em. Qua thống kê của các trường trung học phổ thông, từ ngày duy trì lại hoạt động dạy và học, hầu hết các trường đều có học sinh nghỉ học. Bình quân mỗi ngày toàn huyện vắng từ 25 đến 30 học sinh, với nhiều lý do như thời tiết mưa, lạnh, ốm. Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện nay, hầu hết các trường trung học phổ thông đều thực hiện nghiêm túc các biện pháp yêu cầu phòng chống dịch bệnh của ngành y tế, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi học sinh, phụ huynh không hoang mang, cùng nhau phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Đối với học sinh lớp 12, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, ngoài buổi học chính trên lớp, giáo viên hướng dẫn những nội dung bài học chuyên đề để học sinh tự học, tự nghiên cứu, giao bài tập để các em học sinh tự làm bài ở nhà. Nhà trường phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ trường trong công tác tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh, cử giáo viên đến các lớp 12 để hướng dẫn cách học trực tuyến cho học sinh. Trong thời gian phòng dịch, nếu không được đến trường thì bọn em sẽ tham gia các khóa học ở trên mạng. Một số bạn có điều kiện hơn thì sẽ mua thêm các khóa học trên Facebook, học với những thầy cô dạy online. Trong thời gian phòng dịch, điều kiện đi học thì rất là khó khăn và không có thời gian tới trường thì bọn em vẫn quyết tâm và tự có ý thức cho bản thân mình là phải học tập, phải cố gắng trao dồi kiến thức để có thể có một kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên, hiện các trường học trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thạch An đang tiếp tục thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đây là thời điểm cần sự tự giác cao của mỗi học sinh cũng như giáo viên để phòng chống dịch bệnh, song vẫn đảm bảo nội dung chương trình học tập. Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vận động đoàn viên thanh niên và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ gia đình Trung úy Lương Minh Đại là cán bộ công an huyện Phục Hòa bị cháy tại xóm Tiến Minh, xã Phúc Sen với số tiền 6.900.000 đồng và một số đồ dùng sinh hoạt để khắc phục một phần những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Đồng chí Trung tá Mạc Văn Cóng, Phó đội trưởng Công an huyện Bảo Lạc cũng trao số tiền 2 triệu đồng ủng hộ giúp đỡ gia đình đồng chí Đại.
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên công an tỉnh về tinh thần tương thân tương ái đối với đồng nghiệp gặp khó khăn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.